Câu lạc bộ 5 giờ sáng đọc sách của cộng đồng DBS thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào đọc cái cuốn sách đó là Y học dinh dưỡng, những điều mà bác sĩ không nói với bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta đi tìm hiểu đó là cái bệnh, đó là bệnh thần kinh. Thì hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về cái bệnh phổi rồi đúng không ạ? Bệnh hen suyễn, bệnh phổi và bệnh tự miễn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bệnh đó là bệnh thần kinh, mà Hoài nghĩ là những cái bệnh này là rất là nhiều người đang gặp phải đấy ạ. Khác bước sang tuổi 80 vào tháng 8 năm 2001. Những người yêu thích nghệ thuật trên khắp thế giới chúc mừng sinh nhật ông, nhưng đặc biệt phải kể đến những người ở Texas. Khác người trở thành huyền thoại, khởi đầu là một diễn viên ở Áo năm 1941. Sau khi Thế chiến thứ hai làm gián đoạn sự nghiệp của ông một thời gian thì Khác quay lại đóng phim. Và năm 1951 thì ông đóng vai chính trong The Right, phim đầu tiên trong hơn 60 bộ phim. Một số phim đáng chú ý nhất của ông đó là Cây cầu cuối cùng, giải thưởng Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 1953. Tức là ông Các này là ông là một cái diễn viên khá là nổi tiếng. Đó. Mặc dù là thành công với phim ảnh, nhưng mà tình yêu đầu tiên của Các đó là hội họa. Kết cấu và chiều sâu cũng hấp dẫn ông như những nhân vật trong bộ phim vậy. Thì đối với Các, màu sắc đã nói lên cái câu chuyện của bộ phim truyền hình cuộc đời. Tranh sơn dầu trở thành sân khấu để người nghệ sĩ thể hiện niềm đam mê của mình. Tức là khi ông Các này lại trở thành một diễn viên nổi tiếng, nhưng mà cái niềm đam mê của ông không phải là diễn viên mà là hội họa. Một ngày nọ thì Các nhận ra niềm đam mê này trong trái tim của một họa sĩ khác, đó là Wilma, người đã trở thành vợ của ông năm 1978. Họ rời châu Âu sang nước Mỹ, vùng đất của cơ hội. Họ có những ước mơ lớn và chuyển đến sống ở trung tâm thành phố Texas. Cuộc sống rất là tuyệt vời và cả hai nghệ sĩ đều tạo ra một tác phẩm ấn tượng năm 1988, khi cuộc đời của Các mãi mãi thay đổi. Tức là khi mà hai vợ chồng đều trở thành hội họa thì đó là Các bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Căn bệnh này khiến đường chân trời tương lai của ông và vợ trở nên tăm tối và đe dọa cướp đi tất cả những gì họ đã phấn đấu để có được. Nhưng đối với Các, sự thay đổi chưa bao giờ đồng nghĩa với việc thiếu thành công. Như dự đoán thì khả năng nói ngày càng trở nên khó khăn hơn cho Các và khả năng đi bộ của ông cũng suy giảm đáng kể. Tức là sau khi Các bị mắc bệnh, tức là bị chẩn đoán là mắc bệnh Parkinson, thì khả năng đi lại tự nhiên nó dần dần nó bị giảm xuống và khả năng nói nó cũng bị khó khăn hơn. Nhưng mà màu sắc và phim ảnh thì vẫn là nhảy múa trong mắt ông, khiến ông quay lại với tranh sơn dầu từ ngày này sang ngày khác, bất chấp một tương lai mù mịt. Các vẫn vẽ càng lâu càng tốt. Khi mình mắc bệnh Parkinson như vậy và sức khỏe càng ngày càng suy yếu thì cái niềm đam mê hội họa của trong ông nó vẫn còn rất là cháy bỏng. Có những ngày ông cảm thấy như thể đang bơi qua cát lún. Cơ thể của Các trở thành chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc đời của ông. Nhưng mà thách thức không phải là điều mới mẻ. Trong khi hồi tưởng những năm tháng tuổi trẻ, vị họa sĩ nhớ lại sự cứng nhắc, đó là như một cái dấu hiệu của bệnh Parkinson đã có mặt thậm chí từ nhiều năm trước khi được chẩn đoán. Sức mạnh ý chí của Các đơn giản là phải vượt qua giới hạn của cơ thể. Ông tiếp tục vẽ và vẽ với cái tốc độ khủng khiếp, sản xuất hơn 15 bức tranh từ năm 1990 đến năm 1995. Tức là ông ấy cảm tưởng rằng là cái bệnh Parkinson này không phải là tự nhiên mà nó xuất hiện, mà cái bệnh này nó đã có cái dấu hiệu
từ rất là lâu rồi mà có thể là ông không để ý. Và khi mà bây giờ cái bệnh nó tái phát một cách trầm trọng thì ông bắt đầu hồi tưởng lại là cái cảm giác này nó rất là lâu rồi. Đó. Nhưng mà cái niềm đam mê vẽ tranh của ông không thay đổi, không hề thay đổi bất chấp cả cái sự sức khỏe không có. Và ông còn vẽ nhiều hơn trước khi mà cái bệnh của ông càng ngày càng phát tác. Tuy thì các loại thuốc truyền thống ban đầu đã có tác dụng, nhưng mà vào giữa những năm 1990, người nghệ sĩ chủ yếu vẫn là đi xe lăn và ông không bao giờ ngừng vẽ. Vào mùa hè năm 1999, các đã xin tư vấn của tôi xem là liệu trình sử dụng dinh dưỡng có thể giúp đỡ gì không. Theo khuyến nghị của tôi thì các đã bắt đầu sử dụng viên nén hóa chất chống oxy hóa mạnh và khoáng chất cùng với một liều cao chiết xuất hạt nho và coenzyme Q10. Sau khoảng 6 tháng, các ghi nhận sự hồi phục trong chuyển động của lưỡi. Ông có thể đứng dậy và đi bộ trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi quyết định tăng lượng chiết xuất hạt nho. Ông báo cáo lại với tôi rằng ông ấy có thể đứng lên, ngồi xuống và đi lại khoảng 20 lần mỗi ngày. Liệu pháp vật lý cũng hỗ trợ ông và sức mạnh tổng thể của ông bắt đầu được cải thiện. Điều thú vị nhất đối với các là thực tế rằng ông ấy có thể tiếp tục vẽ. Trong khi vẽ thì ông có thể quên đi bệnh Parkinson ít nhất là trong một thời gian. Tức là khi mà ông Cát này ông ấy sử dụng chất chống oxy hóa chiết xuất từ hạt nho, thì như mọi người biết đấy, là khi mà chúng ta học về cái chất chống oxy hóa thì có phải là trong cái viên tảo nâu của chúng ta là cái chất chống oxy hóa nó còn gấp rất là nhiều lần so với coenzyme Q10 đúng không ạ? Đó. Và thêm nữa là sử dụng một số khoáng chất. Nhưng có một cái lưu ý nhà mình lưu ý rằng là trong quá trình sử dụng chất dinh dưỡng thì chúng ta vẫn phải kết hợp thêm những cái thứ khác, đó là vật lý trị liệu để cho các cơ của chúng ta nó được giãn ra để cho cái sự phục hồi bệnh nó nhanh hơn. Hầu hết mọi người sẽ xem Parkinson là kẻ thù tồi tệ nhất của một nghệ sĩ vì nó ảnh hưởng đáng kể đến các chuyển động của cơ bắp. Nhưng các tiếp tục trình bày các tác phẩm tại một số chương trình nghệ thuật cạnh tranh nhất của quốc gia. Vào tháng 9 năm 2000, ông đã giành vị đầu tiên trong tranh 2D tại hội chợ nghệ thuật Plaza nổi tiếng ở thành phố Cannes. Vào tháng 3 năm 2021, tại Liên hoan nghệ thuật thành phố Houston, ông lại nhận được giải tác phẩm Media 2D xuất sắc nhất. Để vinh danh sinh nhật lần thứ 80 của ông, Valen, người phụ trách bộ sưu tập bảo tàng quốc tế, MC Allen đã viết: "Các ông thấy cái đẹp và kích thích tư duy trong những thứ bình thường, và qua tác phẩm nghệ thuật, ông truyền đạt những hiểu biết đặc biệt của mình đến những người xung quanh." Đó là hôm nay chúng ta lại học thêm được một cái nghị lực nữa, đó là khi ông Cát này bị bệnh thì cái nghị lực phi thường trong con người của ông đã chiến thắng được lên tất cả. Là một con người, tôi cảm thấy rất là vui trước vẻ đẹp các giao tiếp thông qua nghệ thuật. Là một bác sĩ, tôi ngạc nhiên trước thực tế là rốt cuộc ông ấy vẫn có thể vẽ một mình giao tiếp thông qua các phương tiện nghệ thuật và cạnh tranh ở mức cao nhất trong ngành nghề của mình. Mọi người phản ứng mạnh mẽ với nghệ thuật của ông ấy. Vợ của các, Winma nói, đây là lý do ông ấy sống. Khi các bị hút vào công việc, lúc đó bệnh Parkinson nó không tồn tại nữa. Chỉ còn ông ấy với bức tranh mà thôi. Cuộc sống của các không chỉ là cống hiến cho nhân vật trong phim của ông ấy, nó còn cho thấy những kết quả mạnh mẽ của y học dinh dưỡng. Huyền thoại về các vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay.
Đó. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về căng thẳng, oxy hóa và não bộ nó sẽ ảnh hưởng đến nào những bệnh Parkinson của chúng ta ha. Bạn đã bao giờ nghĩ về khả năng suy nghĩ của bản thân chưa? Suy nghĩ về suy nghĩ, đó là một khái niệm. Khi bạn trở lại ngân hàng trí nhớ và hồi tưởng lại một trải nghiệm thời thơ ấu sống động hoặc cái khoảnh khắc đặc biệt với gia đình, bạn có bao giờ ngạc nhiên trước cách là bạn có thể nhớ ngay cả một cái số chi tiết rất là nhỏ không? Hãy ngừng đọc một lát và hãy nhìn ra ngoài cửa sổ của bạn. Bạn đã bao giờ kinh ngạc trước thị lực của hai mắt, màu sắc tóc rộng của bạn? Tất cả điều này chỉ có thể được sự sáng tạo kỳ diệu của Chúa và não bộ. Tức là não bộ của con người được thiết kế vô cùng là phức tạp nhưng cũng vô cùng là tuyệt vời. Và hai nữa là não bộ của chúng ta có thể là ghi nhớ được tất các những cái sự kiện rất là nhỏ, đúng không ạ? Và não bộ của chúng ta là một cái bộ phận mà cái cơ quan vô cùng là tuyệt vời, nó hơn các con vật ở cái chỗ đó là chúng ta có một cái sự tưởng tượng mà các con vật không có đó. Não bộ là cơ quan quý giá nhất của chúng ta, vì nếu không có chức năng đầy đủ của nó, con người đơn thuần chỉ là tồn tại vì không thể liên hệ với cái thế giới xung quanh được. Mẹ tôi qua đời vì một khối u não ác tính ảnh hưởng đến khả năng diễn giải và nói. Đây là thời gian khó khăn nhất trong đời tôi, bởi vì mẹ không thể hiểu chúng tôi đang nói gì. Khi chúng tôi nói với mẹ rằng chúng tôi yêu bà, tất cả những gì chúng tôi nhận được là cái nhìn trống rỗng. Lời nói của bà bị cắt xén và không còn ý nghĩa gì cả. Khỏi cần phải nói, việc bảo vệ não bộ của tôi chắc chắn là điều ưu tiên hàng đầu. Bạn không nên bất ngờ khi biết rằng ngay cả bộ não, đó là hệ thần kinh trung ương, và các dây thần kinh của chúng ta, đó là hệ thần kinh ngoại vi, cũng không nằm ngoài tầm với của căng thẳng oxy hóa. Kẻ thù chung này có liên quan mạnh mẽ đến một loạt các bệnh tàn phá não bộ và dây thần kinh, được gọi là bệnh thoái hóa thần kinh. Một số bệnh trong đó bao gồm Alzheimer, Parkinson, bệnh Longin, bệnh đa xơ cứng và bệnh Huntington. Trên thực tế, có một số lý do tại sao bộ não và các dây thần kinh lại đặc biệt dễ bị tổn thương do căng thẳng oxy hóa. Cái thứ nhất này, liên quan đến kích thước não. Não bộ trải qua một tỷ lệ gia tăng hoạt động oxy hóa, tạo ra một số lượng đáng kể các gốc tự do. Hoạt động bình thường do các hóa chất khác nhau tạo ra để thiết lập dẫn truyền thần kinh là một yếu tố sản xuất chính là các gốc tự do. Não và mô thần kinh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa tương đối là thấp. Hàng triệu tế bào không thể thay thế tạo nên hệ thần kinh trung ương. Điều này có nghĩa là một khi bị hư hỏng, chúng sẽ bị rối loạn chức năng vĩnh viễn. Não bộ và hệ thần kinh dễ bị gián đoạn. Một sự tổn thương nhỏ trong một khu vực quan trọng có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng. Đó, cái não bộ của chúng ta nó vô cùng là quan trọng. Một, hai, ba, năm cái yếu tố này nó sẽ cho chúng ta cần phải là bảo vệ cái não bộ của chúng ta một cách tối ưu nhất. Bộ não là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể chúng ta. Suy nghĩ, cảm xúc, khả năng lý luận và giao tiếp với thế giới bên ngoài của chúng ta đều gặp nguy hiểm nếu có thứ gì đó làm hỏng não bộ. Làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ tài sản quý giá bậc nhất này? Đây không chỉ là vấn đề cố gắng tránh sự tàn phá của các bệnh thoái hóa thần kinh, mà quan trọng đó là vấn đề bảo vệ khả năng suy nghĩ và suy luận của chúng ta. Tức là hiện nay chúng ta đang phải tức là
công nghệ internet mà. Thế nên hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với rất là nhiều những cái thông tin nhiễu cũng có, thông tin tốt cũng có, và não bộ của chúng ta phải update rất là nhiều những cái thông tin bên ngoài vào. Nhưng nếu như chúng ta không biết kiểm soát cái não của chúng ta và chúng ta không kiểm soát được cái lượng thông tin đưa vào trong cái não của chúng ta, thì cái sự căng thẳng oxy hóa bị gốc tự do tấn công và cái não của chúng ta sẽ bị rối loạn. Đó là một cái điều sẽ xảy ra đấy ạ. Và tại sao mà hiện nay cái tình trạng mất ngủ rất là nhiều là tại vì là do là chúng ta hàng ngày chúng ta phải 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 tiếp xúc quá nhiều thông tin. Với hai nữa là có một số người khi mà chúng ta mất ngủ, chúng ta lại không tuân thủ theo một nguyên tắc, đó là đúng giờ là phải đi ngủ và bằng mọi cách là chúng ta phải làm mọi giá để chúng ta ngủ được, thì thay thế vào đó chúng ta lại tại sao ạ? Chúng lại đi xem điện thoại, xem những cái phim ảnh và xem những cái ma quỷ này, xem những cái mà nó ảnh hưởng đến cái sự tưởng tượng của chúng ta ấy, mà chúng ta không biết rằng là cái não bộ của chúng ta không không nên tiếp thu những cái đó, đúng không ạ? Thế nên là cộng với, thứ nhất là cộng với cái vấn đề mà cái lối sống hiện nay, khi mà mọi người thấy là bây giờ là cái tình trạng là rượu bia thuốc lá rất là nhiều, và hai nữa là nhiều khi mà chúng ta vui quá mà chúng ta không kiểm soát được cái kỷ luật của chúng ta và chúng ta uống rượu quá, hút thuốc lá lá đồng với bạn bè, đó cũng là một cái những cái nguyên nhân mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái trí não của chúng ta rất là nghiêm trọng. Dần dần rồi nó sẽ ảnh hưởng một cách lâu dài. Bây giờ có thể là chưa nhìn thấy nhưng mà nó tác động đến cái não của chúng ta rất là từ từ, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xem một cái sự lão hóa của não bộ. Căng thẳng oxy hóa là nguyên nhân hàng đầu của quá trình lão hóa. Sự lão hóa thực tế của não bộ là bằng chứng mạnh mẽ cho khái niệm này. Một số nghiên cứu khoa học đã cho thấy này, sự phá hủy oxy hóa đối với ti thể, đó là lò lửa của tế bào và DNA của tế bào não. Điều này có thể dẫn đến sự cố hoặc thậm chí cái chết của những tế bào não rất là nhạy cảm này. Như tôi đã chỉ ra này, các tế bào não không thể tự tái sinh. Vì vậy, mất đi nhiều tế bào não trong suốt cuộc đời do tổn thương oxy hóa, não bộ sẽ đơn giản là không hoạt động tốt như khi chúng ta còn trẻ. À, hôm nay chúng ta sẽ được biết đó là tế bào não không thể tự tái sinh. Thế nên là chúng ta đừng làm cái gì đó để hại đến cái tế bào não của chúng ta nữa ha. Về mặt y học, điều này dẫn đến cái gọi là tình trạng mất nhận thức. Có phải là càng ngày khi chúng ta càng nhiều tuổi đi, cái sự suy giảm trí nhớ của chúng ta càng cao, đúng không ạ? Nói cách khác, khả năng suy nghĩ hoặc suy luận của chúng ta sẽ giảm đi. Do đó, tổn thương oxy hóa đối với các tế bào não nhạy cảm là kẻ thù lớn nhất đối với hoạt động của não bộ. Sự lão hóa của não bộ về cơ bản là giai đoạn thoái hóa đầu tiên của những tế bào rất quan trọng này trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta không thể mắc các bệnh thoái hóa khác một cách bất thình lình. Thế nên không đơn thuần là một ngày nào đó chúng ta thức dậy và bị bệnh mất trí nhớ Alzheimer hoặc bệnh Parkinson. Các biểu hiện này biểu hiện của giai đoạn cuối của tổn thương oxy hóa đối với não bộ, đúng không ạ? Tức là cái bệnh Parkinson hay bệnh Alzheimer thì nó là quá trình rất là lâu rồi. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái bệnh mất trí nhớ Alzheimer ha. Bệnh mất trí nhớ Alzheimer ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người Mỹ và là nguyên nhân chính dẫn đến việc người già được đưa vào viện dưỡng lão. Bệnh nhân Alzheimer không chỉ nhớ ngày tháng, họ thậm chí còn không nhận ra chính mình. Đó. Tôi đã điều trị cho hàng trăm bệnh nhân Alzheimer trong sự nghiệp của mình.
Tôi đã thấy họ sống từ 10 đến 15 năm trong cuộc sống bị cô lập tinh thần từ gia đình và bạn bè của họ. Khi đang viết chương trình, cựu Tổng thống Ronald đã kỷ niệm sinh nhật tuổi 91. Đáng buồn thay thì các phương tiện truyền thông báo cáo rằng ông đã không có bài phát biểu công khai nào trong hơn 10 năm qua. Một sinh nhật khác trôi qua trở thành một sự kiện trống rỗng và đau đớn cho những người mắc bệnh Alzheimer và gia đình của họ. Tức là nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những cái tổn hại gốc tự do là nguyên nhân của cái bệnh Alzheimer. Thì hiện tại á, có rất là nhiều những lợi ích điều trị mà bệnh nhân Alzheimer có thể nhận được từ các chất chống oxy hóa. Đó. Không khó để thấy khoản tiết kiệm chi phí, chưa kể đến sự an tâm mà mỗi gia đình có thể thu được bằng cách trì hoãn việc chăm sóc dưỡng lão được lúc nào hay lúc đấy. Các thử nghiệm lâm sàng khác, trong đó có bệnh nhân bị Alzheimer, có sử dụng các chất chống oxy hóa khác nhau như vitamin C, vitamin E, vitamin A, kẽm, seren, rutin và một số chất chống oxy hóa khác cũng được khuyến khích. Tức là khi mà khách hàng bị mắc cái bệnh Alzheimer này thì việc sẽ bổ sung chất chống oxy hóa và các dưỡng chất vô cùng là quan trọng ha. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái bệnh Parkinson nào. Một tư thế khom người, cử động tùy ý, chậm chạp, cứng nhắc và run rẩy, kiểu như vân vê khiến cho bàn tay di chuyển qua lại, lăn, đặc trưng của bệnh Parkinson. Sự xuất hiện trước công chúng của Ali đã khiến chúng ta nhận thức rõ hơn về tác động của căn bệnh suy nhược này. Những trở ngại này là lý do khiến câu chuyện của Các có ảnh hưởng lớn. Không thể tin được bệnh của Các nặng hơn nhiều so với Ali, nhưng ông mà vẫn có thể vẽ. Một loạt cái nghiên cứu ủng hộ quan điểm vai trò của các gốc tự do là nguyên nhân cơ bản của bệnh Parkinson. Cái chết tế bào thực tế khoảng 80% trong khu vực của não, người ta được gọi là vùng đặc chất đen, dẫn đến việc suy nhãn sản xuất dopamine, một chất cho phép não hoạt động bình thường. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những cái bệnh nhân mà mới mắc bệnh Parkinson á, thì nếu mà dùng liều cao vitamin C và vitamin E có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh. Thực tế là họ sẽ tránh dùng được loại thuốc nào để điều trị lâu hơn khoảng 2 năm so với nhóm đối chứng. Đó. Thế nên là trong cái viên Wellness Pack của mình ấy, nó đã có đủ cái hàm lượng vitamin C và vitamin E tối thiểu cho một cả nhà mình rồi ha. Nên là chúng ta cứ yên tâm mà sử dụng. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bệnh đa xơ cứng này. Bệnh đa xơ cứng ảnh hưởng đến khoảng 250.000 người Mỹ và phổ biến ở phụ nữ khoảng gấp đôi so với nam giới. Không giống như bệnh mất trí nhớ Alzheimer và bệnh Parkinson, trong đó các tế bào não thực sự bị hư hại, rối loạn ảnh hưởng đến vỏ bọc myelin, chất cách điện xung quanh dây thần kinh. Sự phân hủy này của myelin được gọi là demyelination, dẫn đến suy giảm chức năng của dây thần kinh. Nó giống như một cái dây điện bị rò rỉ điện bên ngoài vì lớp cách điện quanh dây bị hủy và gây ra các triệu chứng lâm sàng của bệnh đa xơ cứng. Đa xơ cứng đáp ứng tốt đến ngạc nhiên với dinh dưỡng tế bào. Tôi không nghi ngờ gì rằng là không giống như bệnh mất trí nhớ Alzheimer và bệnh Parkinson. Trong đó các tế bào não bị thiệt hại, không thể đảo ngược, có thể có khả năng sửa chữa thiệt hại cho vỏ myelin. Cho bệnh nhân đa xương cứng dùng chất chống oxy hóa mạnh là điều vô cùng là quan trọng. Theo các nghiên cứu thì những tác động của các chất chống oxy hóa đi vào bộ não một cách dễ dàng. Và các chất chống oxy hóa có thể nhẹ nhàng vượt qua được những hàng rào máu não. Đó. Thì ngày hôm nay chúng ta
đã được biết đó là bệnh đa xương cứng này, Parkinson này, mất trí nhớ Alzheimer và sự lão hóa của não bộ và căng thẳng oxy hóa của não bộ. Thì cái vấn đề mà chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu về cái chất chống oxy hóa, thì trong những cái bệnh này thì cái việc bổ sung chất chống oxy hóa vô cùng là quan trọng, đúng không ạ? Và điều đặc biệt nữa đó là chúng ta cần lưu ý, đó là cái tế bào não của chúng ta rất là khó để phục hồi. Vì vậy khi mà chúng ta còn khỏe như thế này thì chúng ta hãy bảo vệ cái tế bào não của chúng ta, đừng làm cho chúng tổn hại thêm nữa. Và qua cái quá trình mà ăn uống này, vận động các thứ, thì việc bảo vệ, tức là bảo vệ cái tâm trí, tức là suy nghĩ tích cực này, vui vẻ này, hạnh phúc này, và tránh nhũng nhiễu nhiều cái thông tin đưa vào cái tế bào não của chúng ta, là việc chúng ta bảo vệ tế bào não của chúng ta một cách tối ưu nhất. Xin cảm ơn cả nhà, thì buổi đọc sách ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Thì cảm cả nhà. Thằng nghe được chị nói chưa? Em nghe rồi ấy chị, nghe được rồi ấy ạ. Ok, tại vì thấy chương sách hay quá thì giơ tay để cảm ơn Hoài. Cảm ơn Hoài, cảm ơn cả nhà đã, cảm ơn Hoài đọc chương sách này và cả nhà đã rất là chú ý lắng nghe. Mình cũng dở sách ra mình đọc theo, thật sự rất là tuyệt vời cả nhà. Mình có cái cảm xúc nhiều là tại vì thực sự là gia đình mình có người bị bệnh, bị cái bệnh về bệnh thần kinh này, bệnh Parkinson và đã mất đó. Cho nên là mình có cảm xúc rất nhiều về trang sách này. Thì ở đây chúng ta cũng biết được rằng này nhé, trong một buổi sáng đọc sách của chúng ta thì nó có hai phần. Cái phần đầu á, thì bạn sẽ cho chúng ta những cái kiến thức, những cái tri thức tuyệt vời về y học dinh dưỡng hoặc là về phát triển bản thân. Thì như hôm nay là chúng ta học về y học dinh dưỡng. Cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đóng góp những cái giá trị của mình vào ha. Chúng ta có những câu chuyện hoặc là chúng ta có những cái là chia sẻ cho những giá trị của mình để giúp đỡ mọi người. Câu chuyện của bạn sẽ giúp đỡ được rất nhiều người. Những ai mà chưa có được cái kiến thức nhiều về y học dinh dưỡng. Cái thứ hai là chúng ta sẽ được đặt câu hỏi và giải đáp thắc mắc cho những trường hợp thực tế của gia đình của khách hàng của mình ha. Thế thì tóm lại cái phần đọc sách của Hoài này thì kể cho cả nhà một câu chuyện như này: tại sao mình rất là thích kiến thức về y học dinh dưỡng và tại sao mình lại thường là đọc sách mình rất là chăm chú về những cái kiến thức này. Cả nhà biết là những kiến thức này á, nó vô cùng quý giá. Nếu như gia đình của bạn chưa có ai bị các bệnh về thần kinh, về thoái hóa não, thì các bạn có thể là chưa để ý. Nhưng mà nếu mà gia đình mình có một người bị bệnh này rồi, thì các bạn biết là cái kiến thức này hôm nay nó sẽ cứu sống được ai đó. Thì kể cho cả nhà nghe một câu chuyện như thế này. Thực sự á, là các bạn chúng ta thì ai cũng có cha có mẹ, có ông có bà, và bản thân chúng ta cũng vậy. Chúng ta từ đầu tiên chúng ta là những đứa trẻ, lớn lên chúng ta là anh là chị, và sau đó chúng ta là cô chú, rồi là cha mẹ, rồi cũng là ông bà. Đấy là một cái cuộc sống nó phát triển như vậy. Thì nếu như bây giờ chúng ta, như ngay từ bây giờ chúng ta đọc cái chương sách về hệ thần kinh này, nếu mà chúng ta nắm những kiến thức này và chúng ta tuân thủ, chúng ta áp dụng nó vào cuộc sống để phòng bệnh, để sau này lớn tuổi lên chúng ta không bị bệnh Parkinson, không bị bệnh thoái hóa não, không bị bệnh thần kinh, là một điều vô cùng quan trọng. Chứ chúng ta đừng nghĩ là chúng ta để đến bệnh rồi, tại vì dinh dưỡng là hỗ trợ phòng chống bệnh nó mới là đúng. Chứ còn để điều trị bệnh bằng dinh dưỡng thì nó là một cái quá trình khó khăn và lâu dài. Chứ điều trị bệnh thì triệu chứng bao giờ cũng phải là dùng thuốc. Sau đó thì quá trình lâu dài thì là chúng ta sử dụng về sản phẩm về y học dinh dưỡng. Vậy thì chúng ta hãy trân trọng những kiến thức này. Tại vì sao? Thì kể cho cả nhà câu chuyện như này. Tức là từ khi mà mình mới bắt đầu biết đến Auditframe thì cách đây là hơn 10 năm rồi. Thì lúc bấy giờ thì Wellness mới vào thị trường Việt Nam, thì cả nhà cũng thấy là khi mà cái gì mà mới thì sao ạ? Thứ nhất là chúng ta chưa có nhiều kiến thức. Thứ hai là chúng ta chưa có sự trải nghiệm nhiều. Thứ ba là hai cái đó nó đưa đến một cái là chúng ta chưa có niềm tin nhiều về sản phẩm. Thế thì chính gia đình nhà mình có bố chồng của mình. Bố chồng của mình là một người
mà một người cha trong gia đình, một người ông rất là tuyệt vời, cả nhà cũng yêu quý, bố mình rất là hiền, rất là tốt bụng. Và ông công tác ở ở cái công ty lương thực ở trong Sài Gòn này, thì ông là một cán bộ mà được nhiều người yêu quý về cái tính liêm khiết của cái là một cái đạo đức của ông. Thế mà cả nhà cũng biết ông, khi ông bắt đầu về hưu, ông về hưu cũng được độ vài năm thì ông rất là khỏe mà ông đẹp não. Thế thì tự dưng một ngày đầu năm, một một cái tháng, mình còn nhớ là cái tháng 2 năm đó, thì tự dưng ông mình thì thấy là ông bị cái bệnh quên một cách đặc biệt luôn. Tức là đang khỏe mạnh bình thường như thế này này, thế nhưng mà tự dưng lại người ta mời ông đi họp á. Đi họp là tại vì là họp trong công ty thì ông đã nghỉ hưu rồi, nhưng mà cựu cán bộ thì hay là mời vào công ty để họp, người ta đã đưa cho ông cái phiếu để họp. Thế nhưng mà sau hỏi lại ông bảo là chưa chưa đưa, mà chưa, ông là người nói có sao nói vậy, chứ không bao giờ mà ông nói mà ông có nói sai với ai bao giờ. Là một cái trường hợp đặc biệt, thứ nhất. Thứ hai là người ta vào nhà người ta cho quà, mà để rõ ràng ông ngồi đó mà quà để trước mặt ông, như sau đến lúc nát nữa hỏi ông là ai cho, ông bảo không biết, bảo đâu ra, ông bảo tự dưng nó ở đấy. Thế thì đấy là những cái dấu hiệu đầu tiên thấy một điều kỳ diệu, và sau đó bắt đầu là từ từ thấy là ông lờ lờ đờ đi, và bắt đầu là ông đi bắt đầu chân tay nó run. Thế thì cứ tưởng là ông bị đột quỵ hay là bị cái gì đấy. Thế cả nhà biết là đấy là những cái triệu chứng nhá. Và sau đó là cả nhà rất là hoang mang, không biết ông bị bệnh gì, và rất là thương xót, không biết là điều gì đã đang 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 xảy ra ở đây. Thế là sau đó là đi tìm hiểu, rồi đi bệnh viện các bác sĩ trong Sài Gòn, rồi đi bệnh viện Nguyễn Trãi, rồi đi bệnh viện gì nhỉ, bệnh viện Chợ Giấy, rồi đi đi các bệnh viện trong Sài Gòn này. Nhưng mà chỉ là những đơn thuốc đem về, chỉ là những cái lần nằm viện, và cuối cùng là ông đã mất sau đó 8 tháng. Mà không biết nguyên nhân vì sao, mà mình là một người, mà mình chỉ là một người con dâu thôi, nhưng mà thấy rất là thương ông, và cùng với gia đình mà cứ đặt câu hỏi là ô thế tại sao, tại ông bị bệnh gì. Thế xong đến lúc cũng không ai, tóm lại là bác sĩ người ta không có thời gian người ta giải thích cho mình như thế này đâu. Thế nào sau đó thì có một lần thì có một người, cái khái là mọi người người ta cứ giới thiệu cả bác sĩ tư nhân ở đâu giỏi nhất Sài Gòn này đều chở ông đi. Có lần thì mẹ chồng mình bảo là mình chở xe máy ông đi, lúc bấy giờ ông còn ngồi được, tay nó run thôi. Thế bảo là chở đến bác sĩ này đi, mày thử hỏi xem, là hỏi kỹ xem bác sĩ giải thích là bệnh gì. Thế mình đến mình trình bày là ở bố con triệu chứng bị thế này thế này, thế xong tự dưng thế này, thì bác sĩ ơi đấy là do bệnh bệnh bị bệnh gì, có phải là bị tai biến không. Cả nhà có biết không, tôi mình rất là ngạc nhiên là chẳng ai nói, cho đến lúc mà gọi là bệnh rất là nặng rồi thì người ta mới nói là bị Parkinson. Và người mình hỏi thế thì nguyên nhân tại sao bố con mình như vậy, đang khỏe mạnh như vậy, sao bị như vậy, không bác sĩ nào giải thích được cho là lý do tại sao. Thế cho đến khi mình được học về y học dinh dưỡng, mình được học về về của cái về các cái khóa đào tạo về dinh dưỡng của Auditrain, thì mình bắt đầu hiểu à, thì ra là bệnh thì là bệnh thoái hóa thần kinh, bệnh thoái hóa thần kinh này. Ô thế là cả nhà có biết không, là sau đó thì đến khi mà cho ông uống, tại vì đầu tiên mà ông cứ khỏe mà cho uống Gadit là các bạn cũng biết rồi, các bạn nói cha mẹ các bạn sử dụng nó đâu có dễ đâu, không nghe đâu, thế định bảo là tao còn khỏe tao không uống, mà không uống thì chả biết làm như thế nào. Nhưng mà sau này thì mới biết được rằng là cái wellness này nó vô cùng quan trọng. Nếu như ngày đó mà mình giỏi như bây giờ thì bố chồng mình còn sống cho đến bây giờ, thì cả nhà hình dung đi, cả nhà có thấy có đáng tiếc không nha. Thế thì sau này thì những người mà bị bệnh như vậy á, thì chỉ cần cho uống wellness, ví dụ như là bà dì mình từ thời gian vừa rồi cũng bị, thì bắt đầu là cho uống wellness thì một thời gian sau là đỡ liền. Thế thì cả nhà có thấy nó lại trở nên cực kỳ là đơn giản. Đấy, bà dì mình cũng cũng là run chân tay cũng bị như vậy, nhưng mà sau khi chỉ cho uống wellness liều tối ưu thì chỉ khoảng là đâu là một vài tháng thôi, là khi hỏi thì thấy bảo là đỡ hơn nhiều rồi. Thế thì cả nhà có thấy là nếu mà hiểu được thì nó đơn giản. Còn kia nhà nhà mình, cả nhà nếu mà đã có gia đình mà ai chứng kiến cái người người nhà mà bị bệnh
trong giai đoạn đấy rất là đau khổ, rất là tội nghiệp luôn. Tự dưng nó không điều khiển được não nữa. Thì rồi sau chứng kiến người thân của mình mất đi rồi thì mới biết quý giá về kiến thức về y học dinh dưỡng. Cho nên là mình rất trân trọng những cái kiến thức này, và mình sẽ đi chia sẻ kiến thức này cho những người thân trong gia đình của mình.